Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về con máy Hitachi AX310 này. Kia là cabin của thợ vận hành. Sau đây mình sẽ đi vào chi tiết hơn. Thì cái phần giới thiệu này thì dành cho những anh em nào mà chưa biết gì về máy xúc, hay là anh em nào muốn biết về máy xúc thôi. Chứ còn đối với những người đã biết rồi thì video này thì đối với người biết rồi thì những cái video này thì không quan trọng. Sau đây là mình giới thiệu về chi tiết của con máy này. Đây. Thì xin lưu ý mọi người là con máy này thì hiện tại là đã bỏ hết điện hoàn toàn, nên là không còn dùng bằng điện nữa. Thì mình cũng vẫn sẽ hướng dẫn để anh em nào mà biết, muốn biết thêm, để lần sau gặp những con máy như thế này mình có thể tìm được nó như thế nào và biết được cách và nguyên lý hoạt động của nó. Mình sẽ biết được cách rồi. Cái con máy này thì nó cũng thuộc dạng già rồi, nên là các cái phần ví dụ như là máy móc rồi các chi tiết khác nó cũng không còn được sạch sẽ và như trước. Giờ thì lâu đài rồi. Khi bước vào cabin, việc đầu tiên của anh em làm là ta phải thăm dầu, thăm mỡ đầy đủ, xong là nước nhé thì ta mới làm. Đây, cho mình giới thiệu sơ qua như sau. Đây là phía trước cabin. Đây là phía bảng tắp lô. Đây các bạn, đây là ổ khóa. Đây là ổ khóa. Đối với những con máy mà còn nguyên bản thì đây, ta bật chìa khóa sang phải một nấc. Đấy, hiện mát đây. Đấy, cái đây là mở mát. Đây, tắt đi về bên trái, nó cúp mát luôn. Còn vặn về bên tay trái. Đây, vặn giữ khoảng 5 đến 10 giây như vậy. Để ta giúp xông buji kia là để mùa lạnh này là dễ nổ hơn. Đấy, thì lát nữa mình sẽ để máy cho các bạn xem. Và đây mình giới thiệu chi tiết nhé. Về bảng, trước tiên về bảng tablo đây. Bạn cứ để ý xong, đây là gồm đây. Cái biểu tượng như này. Đây, các bạn thấy không? Đây là cái biểu tượng của đồng hồ đo nhiệt độ nước, mực nước cho phép ở trong cái khoảng trắng này, khi mà lên tới vạch đỏ này là mực nước này quá nóng rồi thì các bạn phải dừng máy lại. Đây là đồng hồ báo dầu diesel. Còn đây là đồng hồ báo giờ, các bạn làm được bao nhiêu giờ đây. Còn đây là đồng hồ báo bình yếu. Mình xin nói nhắc rằng tất cả các đồng hồ này trừ không bao giờ sáng, trừ khi nó khi sáng lên màu đỏ
là chắc chắn nó sẽ đã báo được cái đồng hồ này nó bị gì. Thì đây là đồng hồ báo bình. Khi mà cái thứ hai này nó sáng lên là nó sẽ báo là mức dầu động cơ là thiếu. Cái thứ ba này, đây các bạn nhìn rõ không? Đây, cái thứ ba này nó báo lên là lọc gió của chúng ta bị bẩn. Yêu cầu là các bạn là mang đi xịt hoặc là thay thế mới. Đây, chế độ này sáng. Đấy, là báo đồng hồ nước nước nóng quá, nhiệt độ nước nóng quá. Đấy, còn đây là báo dầu. Báo hết dầu. Còn tiếp theo đến phần này. Đây, cái nút này giống như lò xo này. Là khi mình vặn về bên tay trái. Mình vặn về bên tay trái. Đây, vặn cái chìa khóa này về bên tay trái là nó sẽ sáng đồng hồ này. Là đây gọi là nút sông mình, sông vào mùa đông giúp nó dễ nó dễ hơn. Nó dễ nổ hơn. Đấy, thì đến phần tiếp theo như sau. Đây giới thiệu mọi người, đây là đèn. Bật chế độ lớp 1 là đèn chiếu gần, đèn chiếu xa. Lớp thứ hai đèn chiếu gần. Đây là gạt kính. Khi mà mình đây, mở mắt đây. Đây bật nhất là đèn chiếu gần đây. Lớp thứ hai là chiếu xa. Lớp thứ ba là tắt. Còn cái này là gạt kính thì là bấm mắt một là gạt kính. Là chờ trong khoảng bao nhiêu giây lại gạt lại, còn đây được gạt liên tục. Còn mấy nút này là phải phun nước lên rửa kính. Đấy, còn những nút này không quan tâm thì mình không giới thiệu. Đây, tiếp đến như sau. Đến phần hệ thống điều khiển. Thì đây, hiện tại trên đây là nó có 4 mức điều khiển, mức ga khác nhau. Một là I, L, E, P. Tại sao mình bấm này mà nó không nhảy? Thì như các mình đã nói là con này đã bỏ điện. Giờ hiện tại đang dùng ga kéo bằng tay. Thì đây, đây là cái nấc mà ga, tức là đầu tiên là ga nhỏ, ga to hơn và to nữa, to nhất. Thì hai nút mũi tên ở trên hai bên này, đây là nút giảm, nút tăng. Khi mình bấm chế độ I là chế độ ga trung bình, ga thăng ti đấy. Thì mình có thể tăng giảm ga theo ý muốn, là lên theo thứ tự là 1 2 3 4 5. Nhưng đây là mình ví dụ như kiểu đây là 1 thì đây là 3, đây là 5, đây là 7. Đấy. Còn đây là nhích theo từ từ từ. Các bạn nhớ nha. Đây. Cái này các bạn nhìn kỹ cái như kiểu là cái búa đây. Đây. Khi mà mình bấm nút này đèn nó sáng đây ạ. Đây. Đèn nó sáng đây. Đây. Đây mình tắt đi. Khi mà bấm đây là nút gọi út ga tự động. Khi các bạn là ví dụ đang làm ở mức ga E hay mức ga L, mà các bạn chẳng hạn như là các bạn hút một điếu thuốc hay là châm lửa gì đấy, mình ngại về ga thì để trong khoảng 20 30 giây gì đấy là nó sẽ về mức ga trung bình, ga xăng ti đấy. Khi mà muốn lên ga lại, các bạn chỉ cần chạm nhẹ vào tay cần là nó lên. Đấy, là đây nút ga, đây là ga tự động đây. Đấy là về ga, đây bấm lên mở này, hay tắt. Tất cả các dòng máy bây giờ đều có nút này nha các bạn. Những cái nút này thì không dùng. Tại vì nút này quay bấm M1 thì quay nhanh này, bấm này M2 là quay chậm, không dùng nên không quan tâm. Còn đây. Đây là chế độ rùa thỏ đây. Đây là mức trung bình khi di chuyển xích, di chuyển máy trung bình đây. Khi ta bấm sang này là một chế độ di chuyển chậm. Bấm sang đây trung bình. Đây, bấm lên di chuyển nhanh. Đấy, về phần cơ bản, về phần tắp đâu thì nó cũng không có gì quan trọng lắm. Đây, sau đây, đây. Các bạn nhìn kỹ này không? Thường thường con như con máy Hitachi đời trước như vậy thì là họ sẽ có kèm theo cái bảng hướng dẫn về
cách điều khiển máy xúc. Đây. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây mình hiện đây là hai chân xích, hai cái mà để di chuyển bánh xích của mình. Đây nó tương ứng với cái này đây. Đây. Thì thao tác ở đây thì đây là bên tay phải. Đây là tay trái và tay trái, còn giữa này là hai cái cần di chuyển máy đây. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn xem nhé. Đây, mình vặn chìa khóa sang bên tay trái. À quên, xin lỗi các bạn, mình vặn chìa khóa bên tay phải để máy nhé. Đây. Các bạn nhớ để nổ máy trong vòng khoảng 1 đến 2 phút. Tại vì thời tiết hôm nay là rất lạnh. Mình đang làm trên vùng cao. Các bạn cứ phải để nổ máy 1-2 phút cho máy móc của mình nó được hoạt động chân chu hơn thì làm nó mới không bị giật. Con máy này mà không nổ một thời gian thì đấy. Hiện tại đây, như con này đây, các bạn sau khi nổ máy lên mà nó báo cái đồng hồ thứ hai rồi đấy, mình giới thiệu đây. Đấy, hiện tại con này đang mức ở vị trí mức dầu thấp. Nhưng mình lưu ý rằng con máy này đã bỏ điện rồi, tất cả đồng hồ báo dầu, báo nước, báo cái gì như vậy là nó đã mất hết rồi. Nên là mình phải kiểm tra hàng ngày và phải kiểm tra thường xuyên để có một buổi làm việc an toàn. Máy móc mà còn ngon thì mình làm nó đã không vất vả. Còn máy móc mà nó hay hỏng thì bật sửa thì vất vả lắm. Đây. Đây. Thì con này như mình đã nói là đã đổ xăng ga tay. Đây hiện tại nó ga tay của nó đây. Có thể bấm lên đây kéo lên. Đây. Mình lên một ít ga để giới thiệu cho các bạn nha. Đây. Đây. Hiện tại như này thì là đây, bên tay trang bên phải. Đấy, các bạn nhìn rõ. Mình chỉ hướng dẫn trực tiếp vào đây cho nhanh nhé. Bên tay trang bên phải là gồm có, xin nói rằng máy này là đang là dùng tay nghịch nha các bạn nha. Tay nghịch. Đây, tay trang bên phải gồm có động tác như, nó cũng giống như cái video trước mình giới thiệu là như kiểu máy đốt thôi. Tay trang con này là tay nghịch. Đây và các bạn kéo gần về sau. Đây, đây này 4 động tác. Đẩy lên, kéo dàn sau. Sang trái và sang phải thôi. Đây, kéo lên đằng sau. Đây là thao tác nâng cần đây. Đây, kéo lên sang các bạn để ý này đây. Kéo lên đằng sau và nâng cần. Đây, cần này đang nâng lên đây. Đây, nâng cần. Đây. Còn ngược lại, để tay trang dưới là xuống cần. Xuống cần. Đấy. Đây. Theo như cái này thì là sang bên tay phải là vào gầu, và sang bên tay trái là mở sang bên tay phải là mở gầu, sang bên tay trái là vào gầu. Thì đây. Mình tay trang vào bên trái nha. Đấy, đây. Nó đang vào gầu đây. Đang đóng đầu ở đây. Đấy. Còn mình sang bên tay trái bên phải là mở đầu ra. Đây. Thì tay trái bên trái như sau. Đây, tay trái bên trái nó cũng có 4 động tác lên xuống và trái phải. Khi mình lên, mình đẩy lên là quay phải. Đấy, quay đây các bạn thấy để ý không? Quay theo bên phải. Còn tay trang này kéo ra bên đằng sau, kéo ngược lại là quay bên trái. Đấy. Còn tay trang này bẻ sang bên tay phải là vào cần em, rồi vào cần với các gần dài á. Đấy, đang vào cần này, cần trên này đây. Còn ngược lại là đẩy. Đây, ngược lại như vậy, mở ra vào là tay cần hay gọi là tia ra. Đây. Cần ra. Đây. Thì đây là tay nghịch. Còn tay thuận
tay thuận như thế nào? Tay thuận thì bên tay phải này giữ nguyên, còn bên tay trái này thì tay thuận đẩy lên đằng trước như vậy. Đấy, đẩy lên đằng trước này, con này là đẩy lên đằng trước là quay đúng không, quay phải đúng không ạ? Nhưng mà tay thuận đẩy lên đằng trước vậy, đẩy lên đằng trước này là nó sẽ mở, mở đẩy lên trước là sẽ mở tay cần, kéo về sau như này nó sẽ vào tay cần như vậy. Đấy, còn quay của nó là đây, đưa tay trang sang bên phải là sẽ quay quay phải. Đấy, đấy là đối với tay thuận các bạn nha. Đây thì mỗi người thì làm thuận một tay, nhưng mà nếu mà các bạn làm lâu năm rồi thì tự nhiên các bạn làm được cả hai tay, nhưng mà mỗi tội làm kỹ thuật thì mình thuận tay nào hơn thì làm dễ hơn. Còn đây là xích, đây là khi mà cái xích của mình đây, mình đẩy lên đằng trước hai cái đều. Đây các bạn nhìn kỹ ở về bên kia nhé, đây kia là cái đầu, kia là cái bánh dẫn hướng đầu tiên là mình đi tiên đấy. Đấy thì đây, khi mà mình đẩy đẩy cái này lên, đẩy lên đều là xích nó sẽ đi di chuyển đây, di chuyển đều, sẽ di chuyển đều bên. Còn đẩy một cái thì nha các bạn cứ lưu ý, xích đây là như mình vừa nói đây, đây là mình như mình vừa nói đây là cái bánh đầu dẫn hướng của mình. Đây bánh đầu thì ở vị trí mình quay cần, mình quay máy thẳng vậy này, thì cái đây mình quay cả xích cần, thì cái chân đạp xích này đây, di chuyển xích đây thì chân bên nào tương ứng như di chuyển bên đấy. Đây nhưng mà phải các bạn phải quay đúng đầu ấy các bạn, không lại nhầm lẫn nha. Đây đây bánh bên này quay đây, mình đạp chân này đây, chân này đây thì là bánh bên này, và mình đạp chân bên này thì bánh bên kia. Đấy, khi gấp đây là mình đang đậu máy thẳng theo chiều bánh dẫn hướng nha. Đây khi các bạn quay đầu ngược lại như này, đấy, quay ngược lại như này, đấy, khi các bạn quay ngược lại, đấy các bạn, khi các bạn quay ngược lại, khi các bạn quay ngược lại như vậy thì cái bánh ở bên này thì nó lại sẽ là chân bên này. Đấy, tức là ở đầu đằng kia thì bánh bên nào chân đằng đấy, nhưng mà khi các bạn quay về đằng bánh sau như này thì là bánh bên nào chân bên kia. Đây ví dụ như bánh ở bên này thì chân bên này, ngược lại. Đấy, các bạn lưu ý thôi. Đây, đây mình di chuyển đều các bạn xem. Đây, đây đúng không, đây đấy. Khi các bạn muốn xích, các bạn mà muốn đây di chuyển đây, các bạn muốn quay xích đều hai bên đây như này, đây các bạn nó không được rõ lắm. Đây đây, nếu các bạn muốn chuyển hướng thì các bạn ví dụ tôi muốn chuyển hướng sang phải thì tôi đạp xích sang bên trái nó sẽ quay tròn vậy. Đây nó quay đây, đấy, nó quay đây. Còn ngược lại tôi đạp xích bên này thì nó lại quay một bên. Các bạn lưu ý nhá, khi mà mình đi dài hay là leo đồi leo dốc nhiều ấy thì các bạn phải chống vậy, các bạn chống lên, chống lên, đây chống lên cao lên một tí vậy, các bạn tua xích đi. Đấy, nếu khi là đất đá hay là gì đó, xích mình đi nhiều nó căng ấy, mình chỉ cần tua đi cái là nó chạy xích khỏi đường dây, nó di chuyển nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, tương tự với bên này thôi, mình cũng tua xích. Đấy, như mình vừa nói cái đầu này là đầu chiều ngược đấy, chiều đầu anh sao đây, các bạn có thể chuyển hướng như sau đây. Thì đây các bạn có thể chuyển hướng đây nha, bánh đường bánh bên kia giữ nguyên nha, bánh bên này mình kéo xích này, đấy là nó chuyển hướng là nó sẽ thẳng dần này. Còn nếu như các bạn mà chuyển hướng không được thì mình sẽ giới thiệu đây là chiều ngược, như hồi đấy bạn chống cần xuống nó sẽ nhổng bánh đầu lên. Thì như nãy mình đã nói là bánh bên này chân bên kia, chân bên kia thì chân bên này thì bánh bên kia, nó ngược lại với đầu kia. Thì các bạn muốn quay sang bên tay đây, mình muốn di chuyển con máy này, đây nó đang lệch như vậy, mình muốn đứng thẳng như này để mình đào
thì các bạn là đạp chân bên này là củ bánh bên này, đạp chân bên kia đây củ bánh bên này, các bạn quay đạp về các bạn quay phải là tự dưng máy mình nó quay đấy, xích mình thẳng luôn. Đơn giản thôi, không có gì ở đây. Sau khi thường thì mình quay vậy thì xích bao giờ mình cứ lệch mình nên đảo xích đi một tí đấy. Thì đây là vừa rồi là mình cũng giới thiệu cho anh em về thao tác và cũng như là bảng điều khiển ở trên máy xúc Hitachi X310-3 này. Thì mong các bạn nào mà có ý định muốn học về máy xúc thì sau video này sẽ có một cái thông tin thêm về máy xúc giúp mọi người có thêm một cái nghề mới để xây dựng thêm cái cuộc sống của mình. Đây, mình qua video này thì mình cũng gửi tặng đến tất cả mọi người, chúc mọi người nào đã chuẩn bị học nghề thì cố gắng học tốt hơn. Anh em đây, sau đây là mình sẽ sơ qua cái buổi làm việc của mình như thế này. Buổi việc sáng sớm của mình là mình xúc đất quăng đi cho bằng giờ mày buộc phải làm chứ không có gì. Đấy, mình thử thí nghiệm một đoạn nhé. Đấy, sẽ làm đường để cho máy xúc của mình đi. Máy xúc của mình thí nghiệm một đoạn này, xúc mình đi cho nó phẳng, máy xúc nó đi phẳng thì mình làm nó mới cân máy nó mới không bị ấy được. Công trường của mình thì có mình thì các bạn có thể là đăng ký kênh và